Tao vẫn còn flow ngày treo chéo mà thằng súng là bất liên thanh. Thằng nào cũng tưởng mình định chứ đâu phải chỉ có riêng anh. Không ảo tôi Rolls Royce hay là fly của tao con thôi. Anh hạ bản thân thật thấp tôi cướp tất cả những vị son môi. Nhưng mà nhận anh khó nhằn như là gái 36. Nếu mà ai thích đánh lộn anh cho họ đái ra máu. Anh cũng không cần cái mẹ để chứng tỏ rằng mình thật sang. Anh làm những thứ mình thích giống như giúp cơ bước trên những bậc thang. Hấp giờ toàn mấy thằng cũ đi thu. Cà phê ngồi freestyle là mấy thằng ngủ vi bu. Rap tiếng Việt mà like Rick chỉ toàn là UU. Tao như là Snoop Dogg như là Scooby Doo. Bởi vậy nghe tao rap mà thằng đấy thấy nghiện. Như là cần xe nó hút nên nó ấy nấy chuyện. Gã gái rồi bệnh lậu nên nó tấy mấy liền. Còn tao rap như ổn mắt anh nghe cũng cháy mấy điện. Rap cho tụi mày nghe chơi. Hãy nào dọc thì biết lên. Rap cho tụi mày nghe chơi. Hãy nào dọc thì biết lên. Rap cho tụi mày nghe chơi. Hãy nào dọc thì biết lên. Rap cho tụi mày nghe chơi. Hãy nào dọc thì biết lên. Ai bệnh lậu hả? 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 Mày chứ ai? Mày chứ ai? Đây là sói. Shout out for Jim Ray 109. Hy vọng mày nghe lời này. Hy vọng mày hiểu ra tất cả mọi thứ. Hy vọng mày mẹ mày sẽ vui khi có thằng con trai như mày. Cảm ơn mày đã xuất hiện ở cuộc đời tao. Và đích cùng mày à mày. Từ bản thân chính đại dân rap cho dù như thuyền trưởng. Nếu ta là cái dòng thân vắt thì âm nhạc chính là tiền thưởng. Tự do tự tại không cần đầy đủ hơn. Về thai biết như Sam tóc đỏ ta là Luffy một rum. Và em wrote the die in the ship. Nổi tiếng như nắm thức thần và ta sẽ không bao giờ trip. Và ta sẽ không bao giờ biết là sao nước mắt không bao giờ tuôn. Trình độ tao thì đã sắc bao giống như mày sẽ sing what a spoon. Hy vọng mày được respect. Dù cho qua khắp lối, hy vọng người ta ngưỡng mộ lời thằng đang kết nối. Tao không muốn mình tỏa sáng và tao không viral. Tao chỉ muốn đập thằng mình ghét nhìn là anh Long Michael. Nên những lời phép lối của mày sẽ khuất đi những phần sáng và lộ mặt tối của mày. Và sự thật sẽ vạch ra hết sự giả dối của mày. Người bên mày và mỗi tối sẽ là cái gối của mày.